Kính chào quý khán thính giả. Bài bình luận của SPTN với chủ đề Cảm ơn tiến sĩ Rupert Newdick và Cap Anamur. Ngày 31 tháng 5 vừa qua, tiến sĩ người Đức Rupert Newdick từ trần ở số tuổi 77, ông không những là ân nhân lớn của thuyền nhân người Việt đánh hòa Cộng sản, những người đã rời khỏi nước trong thập niên 80 của thế kỷ trước, mà còn là cứu nạn của tất cả những người cùng khốn, nguy nan ở thế kỷ hôm nay. Đối với những người Việt vượt biên thời cuối thập niên 70 sang qua 80, những con tàu mang tên Cap Anamur là hiện thân của sự cứu rỗi, sự sống và hồi sinh. Và hiện thân của Cap Anamur chính là tiến sĩ Rupert Newdick. Theo lời kể của vợ ông, bà Christian, tiến sĩ Rupert Newdick sau một lần sang Pháp để phỏng vấn chít gia hiện sinh, Jean-Paul trở về thì không nghe ông nhắc nhiều đến cuộc phỏng vấn đó. Tuy nhiên, ông lại vô cùng hào hứng kể lại cuộc gặp gỡ tại một quán cà phê với một người cùng trang lứa. Đó là nhà văn triết gia André Guzman, thuộc nhóm được mệnh danh là tên triết gia của một thế hệ triết gia Pháp, thức tỉnh thoát khỏi thời đại cảm tình với chủ nghĩa Marx từ thời Jean-Paul cũng như phê phán chủ nghĩa hậu cấu trúc luận với cả Nietzsche và Heidegger. Những câu chuyện của André Guzman kể mà đã chiếm hết tâm hồn của tiến sĩ Rupert Nudek, khiến ông quên cả đại chích gia Sartre, chính là những câu chuyện bi thương của những thuyền nhân người Việt. Chính triết gia André Klusman đã trực tiếp nghe những câu chuyện người Việt bị cướp, bị hãm hiếp và chết ngoài biển khơi trên đường vượt biên tìm tự do khi ông đến đảo Pulau Bidon. Cảm xúc từ những câu chuyện này khi trở về lại Đức, theo ý tưởng của tổ chức Linda Lumière và y sĩ không biên giới của Pháp, tiến sĩ Rupert Newdick đã thành lập hội một con tàu cho Việt Nam quyên tiền gây quỹ để mướn tàu gửi đến khu vực Biển Đông nhằm cứu người Việt vượt biên. Những con tàu này được đặt tên là Cap Anamur. Bắt đầu với chiếc Cap Anamur 1 khởi hành vào đầu năm 1980 đến chiếc Cap Anamur số 5 kết thúc vào cuối thập niên 1980. Tổ chức của tiến sĩ Rupert Newdeck đã cứu được khoảng 11.300 người và chữa trị khoảng 35.000 người Việt vượt biên. Sự ra đi của tiến sĩ Newdeck đã gợi lại hình ảnh của những người Việt không chấp nhận sống với chế độ cộng sản phải liều mình vượt biển sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Không có con số thống kê rõ ràng bao nhiêu người đã thiệt mạng trong hải trình tìm tự do tại Biển Đông. Không có con số bao nhiêu phụ nữ đã bị hải tặc hãm hiếp và bắt đi. Không có con số thống kê bao nhiêu gia đình Việt Nam bị mất con, mất người thân vì đã vượt biên. Cũng không có đơn vị đo lường nào đong được những giọt nước mắt khóc thầm của mẹ cho con, vợ cho chồng, chồng cho vợ vì, vì nỗi niềm phải chôn giấu nhằm che mắt các công an khu vực. Sự quan tâm của thế giới với vấn đề thuyền nhân Việt bỏ nước ra đi đến mức xúc động phải biến thành hành động như trường hợp của triết gia André Kruzman và tiến sĩ Rupert Nudek là bởi vì không ai có thể giải thích được rằng trong lịch sử Việt, dù dưới 1.000 năm thống trị giặc tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, thảm cảnh 2 triệu người chết đói thời chiếm đóng của quân đội Thiên Hoàng Nhật hay 20 năm nội chiến vẫn chưa bao giờ xảy ra cảnh người Việt phải bỏ xứ ra đi. Nhưng người Việt phải liều mạng vượt biên đào thoát chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa áp đặt lên toàn bộ đất nước sau cái ngày được tuyên truyền là giải phóng hay thống nhất ngày 30 tháng 4 1975. Những người trẻ tại Việt Nam hiện nay bị bưng bít không thể nào biết được kế hoạch khủng bố đỏ được chính sách hóa qua các đợt đánh tư sản, thực chất là cướp tài sản, tiền, vàng của người miền Nam, lùa thị dân Sài Gòn đi kinh tế mới, đặng chiếm dụng nhà cửa của họ, hay bằng chủ trương phân loại qua sàng lọc lý lịch gia đình để được tuyển dụng làm việc hay vào các trường đại học, thể hiện chính sách trả thù, triệt hạ, kìm hãm và phân biệt đối xử với các con cái những người được giải phóng. Tất cả những kế sách hà khắc trên đã đẩy những con người miền Nam đã phải đi vào chỗ chết để tìm con đường sống. Bây giờ, khi nhìn thấy những khu phố Việt, thịnh vượng hay nhìn các thế hệ nối tiếp thành công trên mọi lãnh vực tại các quốc gia tiếp nhận những người Việt vượt biên. Hãy cảm ơn những vị ân nhân như giáo sư Rupert Newdeck và cũng xin cảm ơn những người Việt đã nuốt những đau thương, những giọt nước mắt trên con đường vượt biển, băng rừng để xây dựng một cộng đồng người Việt tại hải ngoại phồn vinh như hiện nay. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. I congratulate my fellow Vietnamese refugees for Being out of the oppressive regime. I, this is my my deepest congratulation to you all in the world, especially in Germany, where I know my Vietnamese. The second is you saved your life. Please keep your identity, and this is my last congratulation. Keep your identity as I have seen it, and as a, we have experiences in Germany, and don't forget that you are besides the fact that you are now german citizens or canadian citizens or australian citizens that you are still vietnamese and you should be proud of this